sáu nghi can bị buộc tội trong vụ án có liên quan đến hai anh em người gốc việt bị bắt cóc tra tấn và vứt sát tại sông scuiku dù đã bị đâm đến 8 lần bị bịt mắt bằng keo bằng băng keo bị cột bằng một xô xi măng sau đó bị ném xuống sông scuiku tuy nhiên anh tan vong vẫn sống sót để thoát khỏi vùng nước cầu cứu một chiếc xe hơi đi qua và cuối cùng xác định được một trong những nghi can đã cố gắng giết anh Kính thưa quý vị, lời khai của anh Von tại tòa án đã giúp đưa ông Tâm Minh Lê, là một thành viên băng đảng người Việt có tiếng ở Nam Philadelphia, bị kết án tử hình vì đã âm mưu giết hai anh em người Việt đó là Việt Huỳnh và Vũ Kevin Huỳnh. Hai nạn nhân này cũng đã bị một nhóm người đeo mặt nạ bắt cóc, tra tấn và sát hại bằng cách tương tự như là anh Von vào một đêm tháng 8 năm 2014. Tuy nhiên, lời khai của anh Von lại không giúp cơ quan hành pháp xác định những nghi can đeo mặt nạ nói trên. Bây giờ, gần sau 6 năm sau khi anh Von Thoát chết ngoạn mục, thì chính quyền của liên bang đã âm thầm buộc tội 6 nghi can khác, những người đã tuyển mộ tâm minh lê vào băng đảng hoặc đã giúp ông thực hiện một trong những vụ bạo lực băng đảng tàn bạo nhất thành phố. Trong các bản cáo trạng chỉ vừa được tiết lộ tháng này, 6 bị can bao gồm một nhân viên nhà hàng điểm sấm 48 tuổi đến từ thành phố Queens tên là Lâm Triệu, từng được cho là thành viên cao cấp thứ tư của một băng đảng khủng bố Chinatown tại New York vào những năm 1990. Tới một người đàn ông đã thú nhận giúp cho Minh Tâm Lê thoát khỏi Philadelphia khi lực lượng cảnh sát siết chặt vòng vây quanh ông ta. Ba người đàn ông bị bịt mặt buộc tội đó là John Đào, 42 tuổi, Jason Rivera, 34 tuổi và Trung Lưu, 39 tuổi. Minh Nguyễn đóng vai trò là người canh gác khi vụ án xảy ra cũng bị buộc tội. Riêng Trung Lưu đã bỏ trốn và có thể đang ẩn nấu tại việt nam hiện nay